cắn nát. Em phải cho anh cơ hội chứ. Bao nhiêu lần rồi anh có thành công đâu mà anh cứ đến tìm tôi. Mà anh chỉ cần ngắm em mỗi ngày là anh có tràn đầy sức sống rồi. Nhưng mà sao hôm nay em lộng lẫy quá vậy? Tôi đi gặp trai đẹp, tôi đi gặp trai trẻ. Anh á, hết cơ hội. Anh tới rồi đấy à? Thế anh có mang qua cho em không? 30k lòng xào dưa đối với anh lo được. Đấy, người ta đàn ông người ta hiểu tâm lý phụ nữ như thế chứ. Ai như anh, kiếm. Mình đi anh. Trời hôm nay nắng mà mát anh nhỉ? Trời này đi dạo là nhất còn gì nữa. Đi dạo một lúc mà được đi ngủ thì sướng anh nhỉ? Kìa em đang đi chơi thì bảo đi ngủ. Không ngủ thì thôi. Thế nhưng mà điện thoại em hết pin rồi đây này. Lát làm sao mà chụp ảnh đăng những khoảnh khắc đẹp cùng nhau được. Hay là bây giờ mình kiếm chỗ nào em mình sạc điện thoại đi. À đây. Đây, anh mang sạc điện thoại cho em này. Cứ sạc đi rồi mình đi chơi tiếp nha. Điện thoại người ta đầy pin rồi. Tự nhiên đầy rồi. Thôi anh ngồi đi, em đi mua chai nước. Úi dồi anh ơi, em bất cẩn quá. Này, lúc nãy này em làm ướt áo của em rồi này. Hay là bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mình nghỉ ngơi xong rồi em không vô cái áo ấy. Lát mình đi chơi chụp ảnh còn đẹp chứ. Mặc áo như thế này đi chơi làm sao được. Em đứng nữa, đúng 5 phút là khô. Em cứ tin anh. Anh ơi. Em sao đấy? Em bị bệnh đại tràng. Ôi trời, bụng em yếu thế à? Một ngày là em phải đi mấy lần cơ. Bây giờ mà kiếm được cái chỗ nào mà có cái ghế tình yêu thì... em nhầm. Cái ghế tình yêu ơi. Em đau bụng đại tràng đúng không? Còn hỏi gì nữa? Đây, Tràng Phục Linh Blood. Chuyên giải quyết các triệu chứng của bệnh đại tràng như đau quặn bụng, nổi cục ở bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Sản phẩm này là nổi tiếng lắm, em cứ yên tâm mà dùng. Hết đau bụng rồi, em khỏi rồi. Ô, em khỏi rồi á? Khỏi hẹn hò luôn. Khó chịu. Em. Dạ. Em còn quên cái áo. Em giác. Anh vẫn đứng đây chờ em cho anh một cơ hội. Áo anh ướt rồi. Chị vừa đứng tách đau thật nữa.